Họa sĩ tài ba. Người bạn đáng yêu. Cục bông, cục bông, cậu đi đâu rồi? Có chuyện gì vậy Sketchy? Cậu đang nói đến ai đấy? Con búp bê của tớ. Tớ đã đi tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy. Tớ sẽ làm gì khi thiếu cục bông đây? Ồ, tớ biết ở đâu đấy. Nhìn kìa. Cục bông của tớ. Cảm ơn Dudabu. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. Tớ vừa nảy ra một câu đố. Tớ biết một người có thể để cậu ôm ấp được và cũng mềm mại như cục bông của cậu vậy. Thật á? Cậu chắc chứ? Dĩ nhiên rồi. Cậu ta là ông hoàng ôm ấp. Tuyệt. Tớ tìm thấy cục bông của tớ và chúng ta thì lại có một câu đố mới. Bắt đầu nào. Ai đứng số một nào? Đầu tiên tớ sẽ vẽ một hình trông giống như một con mắt. Đó đích thị là cái gối. Cậu chắc chứ? Cái gối là hoàn hảo để ôm ấp rồi. Một cái gối có thể mềm nhưng nó không ôm lại cậu được. Tớ cũng đoán thế. Câu đố của tớ hơn thế cơ. Và nó không có lông vũ. Cậu sẽ thấy. Cậu đang vẽ gì vậy Dudabu? Cậu đang vẽ một đôi mắt. Một hình trái tim nhỏ. Đợi đã, tớ biết rồi. Đó là một con cá bơn. Ý cậu là một con cá đuối hả Sketchy? Đúng thế, một con cá đuối thì được vớt ve. Điều đó đúng, nhưng cá đuối chưa phải là đáp án. Thật hả? Mình rất tiếc, nhưng mình phải đi tìm ông Hoàng Âu Yếm. Tạm biệt cá đuối. Thực ra thì câu đố của tớ không phải là loài vật sống dưới nước. Tớ sẽ tiếp tục vẽ, cậu nhìn và đoán xem nhé. Cơ thể và đôi chân nhỏ. Tớ biết rồi, một chú thỏ. Một chú thỏ, cậu chắc chưa? Một chú thỏ thì rất mềm mại và đáng yêu. Tớ rất muốn ôm bạn ý. Cậu nói đúng Sketchy, nhưng tớ đang nghĩ đến một người bạn khác còn đáng yêu hơn. Cậu ấy vừa cù tớ. Cậu đúng là giàu trí tưởng tượng Sketchy. Tiếp tục vẽ đi nào Dudabu. Hãy cho tớ thấy ai mới là đệ nhất Âu Yếm. Được thôi Sketchy, tớ cũng sắp vẽ xong rồi. Wow, ears. Một cái đuôi. Đó là một chú mèo con. Những chú mèo con thường hay được âu yếm và chúng đáp lại bằng những tiếng kêu khe khẽ thích thú. Không thể để cho chú mèo nhợt nhạt như vậy phải không nào? Những chú bút chì nhỏ làm việc nào. Hãy cùng tô màu nào. Các bạn thật tuyệt vời. Ôi, cậu ấy trông thật đáng yêu. Lại đây nào chú mèo nhỏ đáng yêu. Xem này Dudabu, đây là cục bông lớn nhất từ trước tới giờ. Tớ đã bảo mà. Dudabu à, tớ nghĩ cậu ấy buồn ngủ rồi. Tớ quên mất, mèo là đệ nhất nũng nịu và cũng là đệ nhất ngủ nướng đấy. Cậu đã xong phần đó chưa? Cậu ấy đáng yêu quá, tớ có ôm hàng giờ cũng được. Đúng đấy, giờ thì sẵn sàng cùng vẽ lại chưa nào? Rất dễ phải không? Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Ai là ông Hoàng Âu Yếm? Đầu tiên là vẽ đầu chú mèo giống như một chiếc gối. Một chiếc gối rất mềm nhưng không bằng chú mèo con. Sau đó bạn vẽ đôi mắt, một chiếc mũi nhỏ ở giữa hình trái tim và những chiếc râu trông giống như con cá bơn vậy. Ngoại trừ việc đó không giỏi, giờ nếu bạn đã vẽ cơ thể, những cái chân nhỏ và miệng trông sẽ giống như một chú thỏ phải không nào? Được rồi, giờ thì cho cậu ấy cái tai đi nào. Và cả cái đuôi nữa. Nhìn đáng yêu chưa kìa, tớ muốn được vuốt ve cậu ấy mãi thôi. Giờ các bạn nhỏ đã biết cách vẽ một chú mèo con. Giờ những gì còn lại là chỉ tô màu thôi. Tô màu thôi các bạn nhỏ. Họa sĩ tài ba. Kỳ nghỉ đáng nhớ. Tớ rất thích những tấm bưu thiếp. Chúng làm tớ muốn đi du lịch. Đúng vậy, Dudabu, toàn những nơi thú vị mà chúng ta có thể đến. Chúng ta có thể đến một hòn đảo thiên đường, nhìn cái này xem. Nghe thật tuyệt vời, hoặc có thể leo núi. Trông có vẻ không được ấm áp cho lắm.
Đúng đây, hay là chúng ta làm một chuyến thám hiểm rừng nhiệt đới? Được được, mà chờ đã, chẳng phải rừng nhiệt đới khá nguy hiểm sao? À, đúng thế, hay là chúng ta có thể ra biển? Tuyệt, sẽ là một kỳ nghỉ đáng nhớ. Điều đó sẽ đem đến cho tớ ý tưởng với câu đố mới. Theo tớ nào? Hay quá, câu đố mới. Bắt đầu nào, Sketchy. Điều gì thực sự làm cho chuyến đi trở nên đáng nhớ? Tớ không biết. Tớ sẽ bắt đầu một hình chữ nhật với các góc bo tròn. Quá dễ, đó là bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu. Đúng thế, một chuyến truy tìm kho báu tuyệt cú mèo. Xem này, một bước, hai bước, ba bước, sang bên phải. Ô, ngược lại, một bước, hai bước, ba bước, sang bên trái. Không, tớ trở lại vị trí ban đầu rồi. Đáp án không phải là bản đồ kho báu, Sketchy, nhìn này. Tớ vẽ một hình tròn ở bên phải, rồi một chiếc hộp nhỏ và một hộp hình vuông ở bên trái. Trông giống một cái ống khói. Dĩ nhiên, đó là một con tàu đi vòng quanh thế giới. Tất cả lên tàu cho một chuyến đi không bao giờ quên. Ôi không, tớ cảm thấy không khỏe. Tớ bị say sóng. Một con tàu đi vòng quanh thế giới cũng thú vị, nhưng cậu cần thêm những bánh xe ở dưới đáy tàu nữa. Tớ không có những bánh xe đó, với lại tớ bị say sóng. Yên tâm, Sketchy, với câu đố này của tớ thì say sóng không phải vấn đề. Cậu đang vẽ gì thế, Doodaboo? Một tấm kính tràn lớn. Vậy là một chiếc tàu ngầm khám phá đại dương. Tuyệt vời. Một chú cá nhỏ kìa. May quá. Cậu thật vui tính. Vậy không phải là một chiếc tàu ngầm sao? Không, nhưng tớ biết là cậu sẽ đoán ra. Để tớ hoàn thành bức tranh với một vòng tròn lớn và một vòng tròn nhỏ hơn bên trong. Một chiếc máy ảnh. Chính xác, máy ảnh sẽ làm cho chuyến đi không bao giờ quên. Với những bức ảnh, chúng ta sẽ có rất nhiều quà lưu niệm. Thật là vui vì cậu thích nó, Sketchy. Giờ thì tô màu nào. Hãy cùng tô màu nào. Giờ tớ có thể chụp vô số ảnh làm quà. Làm một tấm nào, Bubber? Tớ nghĩ Bubber thích chụp ảnh đấy. Chụp cho tớ với Bubber đi. Rất sẵn lòng. Cười nào. Hoàn hảo. Xem bức hình này, Bubber. Một điều tuyệt vời của máy ảnh là chúng ta không cần phải đi nghỉ, có thể chụp được những khoảnh khắc đáng nhớ. Giờ tới lượt cậu. Được thôi, chụp ảnh nào. Cười lên. Bức ảnh đẹp quá, chúng ta có thể để nó trên bàn làm việc. Đến lúc chúng ta sẽ vẽ cùng nhau rồi, các bạn nhỏ. Điều gì làm nên kỳ nghỉ đáng nhớ? Một chiếc máy ảnh. Đầu tiên, hãy vẽ một hình chữ nhật. Hãy nhớ là các cạnh được bo tròn trông giống như một bản đồ kho báu vậy. Sau đó vẽ một hình chữ nhật nhỏ hơn và một hình vuông ở trên. Đừng quên một hình tròn nhỏ ở bên phải và làm cho nó trông giống một con tàu. Rồi thêm một hình chữ nhật ở bên trái giống như một chiếc tàu ngầm vậy. Và khi bạn vẽ thêm ống kính, tự tin nói lên đó là chiếc máy ảnh. Chụp ảnh thật tuyệt, nhưng tớ thích nó khi cậu vẽ hơn. Họa sĩ tài ba. 1, 2, 3, ua. Mùa hè đến rồi, ánh nắng thật đẹp. Tớ thích mùa hè, thích được dạo chơi với các bạn giữa trời hè. Đến lượt cậu hát đấy, Bubber. Cậu hát thật hay, ra ngoài chơi thôi. Chơi gì vậy, cho tớ chơi với. Cậu có thấy ánh nắng kia không, Sketchy? Với thời tiết này chúng ta phải ra ngoài chơi. Nhưng tớ không muốn bị cháy nắng. Vậy thì hãy bôi kem chống nắng. Không, tớ không thích kem chống nắng. Nó rất dính và thỉnh thoảng còn có mùi nữa. Nó sẽ làm toàn thân cậu màu trắng và mọi người sẽ trêu cười. Thực ra tớ biết một số người chẳng bao giờ cần đến kem chống nắng. Ai vậy, Doodaboo? Để tớ đoán. Được thôi, Sketchy, ai không bao giờ bị cháy nắng. Tớ bắt đầu với một hình tròn.
with little đôi mắt nhỏ và một đôi môi xinh. Đó là ông mặt trời. Mặt trời thì không thể nào bị cháy nắng được. Cậu vui tính thật đấy. Chúng ta đang tìm ai đó thích bóng tối hơn. Thôi được rồi. Cố lên nào, lần này tớ chắc chắn cậu sẽ tìm ra được. Có thể là gì nhỉ? Trông giống như một đôi chân to. Có thể. Răng nhỏ. Đó là một con chuột chuỗi. Nhưng chuột chuỗi ở dưới đất thì làm sao có thể cháy nắng được. Nhưng nó cũng có thể ra khỏi hang để bị giam nắng mà. Chuột chuỗi thật buồn cười. Đúng vậy, nhưng vẫn chưa phải là đáp án. Nhanh lên đi, hoàn thành bức vẽ của cậu đi. Lần này chắc chắn tớ sẽ đoán ra. Đôi tay và răng nhỏ. Ồ, đó là một con rơi. Câu đố lần này quá dễ. Rơi không thể bị cháy nắng vì chúng chỉ ra ngoài vào ban đêm. Điều đó bình thường vì ban ngày chúng không nhìn thấy gì cả. Chú rơi nhỏ thật đáng yêu. Gần đúng rồi, Sketchy. Nhưng nhân tố bí ẩn thì không còn cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời cơ. Xem này, cậu làm gì vậy? Đó là một đôi chân. Chính xác, đúng rồi. Đó là ma cà rồng. Vậy mà tớ không nghĩ ra sớm. Ma cà rồng thì chẳng bao giờ bị cháy nắng cả. Cậu có thấy ma cà rồng đang thiếu chút màu sắc không? Anh ta có thể được tô màu tím và đỏ không? Được chứ, màu sắc hoàn hảo cho ma cà rồng. Đến giờ cho các bạn giao hưởng màu sắc rồi. Tô màu nào, tô màu nào. Hãy cùng tô màu nào. Trời, những cây bút màu này thật tuyệt vời. Tớ đã luôn mơ ước được chơi với ma cà rồng, nhưng tiếc là không thể ra ngoài chơi được. Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta có thể chơi ú ua trong nhà. Ý tưởng tuyệt vời. 1, 2, 3, ú ua. 1, 2, 3, ú ua. Tớ thấy cậu rồi, Sketchy. Tớ chưa bao giờ nghĩ là ma cà rồng lại chơi giỏi thế đấy. Cậu ta toàn thắng. Và các bạn nhỏ đã sẵn sàng vẽ cùng tớ rồi chứ? Ai không bao giờ bị cháy nắng? Đầu tiên, hãy vẽ đầu của ma cà rồng gần giống với mặt trời đang cười. Sau đó, các bạn vẽ áo choàng trông như một con chuột chuỗi vậy. Ngoại trừ việc đó không phải là một con chuột chuỗi. Và thêm hai nửa vòng tròn nhỏ và những chiếc răng tí hon. Rồi đến đôi tai nhọn và chiếc răng nanh, làm cho nó giống một con rơi. Cuối cùng là tóc, cơ thể và đôi chân. Tuyệt vời, giờ các bạn đã biết cách vẽ ma cà rồng. Giờ chỉ tô màu nữa thôi. Tô màu thôi. Họa sĩ tài ba. Chìa khóa đến lâu đài. Tấn công. Tiến lên, kỵ sĩ Dudabu, hãy bảo vệ vương quốc của chúng ta khỏi lũ rồng. Tấn công. Nhà ngươi không sao chứ, Dudabu? Ngươi tự làm mình đau đấy à? Không sao đâu, thưa đức vua Sketchy, thần đã đánh bại lũ rồng. Hoan hô, kỵ sĩ Dudabu, đã đến lúc nhà vua an dưỡng trong lâu đài của mình. Nhưng nó bị khóa mất rồi. Kỵ sĩ Dudabu, có chăng nhà ngươi đang giữ chìa khóa? Không, bệ hạ, nhưng thần biết người không bao giờ cần chìa khóa để vào nhà. Ồ, một câu đố mới. Bắt đầu thôi, ai chẳng cần đến chìa khóa để mở một cánh cửa. Tớ sẽ bắt đầu với một tam giác đều. Đó là một chiếc miệng nhỏ. Quá dễ, đó là đầu của một con cá. Một con cá, cậu chắc chứ, Sketchy? Một con cá thì luôn ở nhà của nó là biển. Và nó có thể ở bất cứ chỗ nào mà nó muốn. Vậy thì cần gì đến chìa khóa để vào nhà? Cậu thật may mắn, chú cá nhỏ. Nhà của cậu thật rộng lớn và vĩ đại. Ý tưởng rất hay, Sketchy. Nhưng nếu không có cửa thì không có chìa khóa. Đúng vậy. Được rồi, vậy cậu sẵn sàng tiếp tục với câu đố rồi chứ? Sẵn sàng.
Giờ tớ vẽ một đường xoắn ốc nối với hình vẽ ban đầu. Đợi đã, tớ biết rồi, đó là một con ốc. Chắc chứ? Con ốc chẳng cần chìa khóa vì nó sống trong cái vỏ ở trên lưng rồi. Này chú ốc nhỏ, cậu chuẩn bị đi nghỉ à? Thượng lộ bình an nhé. Đúng là chúng chẳng cần đến chìa khóa vì chúng có cửa trước đâu. Hơn nữa, để một con ốc ở cửa lâu đài thì mất thời gian lắm. Hãy đợi đến khi bức vẽ hoàn thành nhé, Sketchy. Cậu đang vẽ gì vậy? Tớ nghĩ là tớ đoán ra rồi. Là gì? Một ảo thuật gia. Nếu là một ảo thuật gia, tớ chẳng cần đến chìa khóa để mở cửa. Cửa ở đâu ngài ảo thuật gia? Ồ, ai đó? Cậu luôn có những ý tưởng hài hước đấy, Sketchy. Tiếp tục vẽ đi, tớ biết là tớ sắp gần đáp án rồi. Được thôi, tớ vẽ một vài con sóng. Trông như một đám mây mềm mại. Nó rất mềm nhưng không phải là đám mây. Những đôi chân nhỏ, cái mũi. Phải rồi, một con dê. Giỏi lắm, Sketchy. Tớ là vua câu đố mà. Nhưng sao con dê này lại biết mở cửa mà không cần chìa khóa? Hãy chờ tới khi bức vẽ được tô màu rồi cậu sẽ thấy. Tiến lên nào các anh chàng bút chì. Hãy cùng tô màu nào. Cậu nghĩ sao về chú dê bé nhỏ của chúng ta? Rất ngầu, nhưng sao con dê có thể vào được bên trong mà không cần chìa khóa? Rồi cậu sẽ thấy, cho ta xem cậu có gì nào chú dê. Và đây. Trời, chú dê nhỏ bé này khỏe quá. Nhưng cậu ta có thể nhanh hơn và ra ngoài được không? Tớ thấy là chú dê cảm thấy thoải mái ở trong lâu đài của cậu. Chú dê này nghịch ngợm quá. Sketchy, chú dê đã dậy chưa? Chưa, vẫn đang ngủ. Mong rằng chú dê sẽ dậy và rời đi sớm. Trong khi chờ chú dê dậy, hãy cùng nhau vẽ nào các bạn nhỏ. Thực sự rất dễ. Ai không bao giờ cần chìa khóa để về nhà? Đầu tiên, hãy vẽ khuôn mặt của chú dê. Nó trông giống như đầu của một con cá với cái miệng nhỏ, rồi thêm cái sừng. Nhìn rất giống một con ốc. Cậu không thấy sao, Doodaboo? Đúng vậy, giờ thì vẽ mắt và một ít râu. Giờ nhìn lại giống một ảo thuật gia rồi. Giờ bạn chỉ cần vẽ thêm thân, chân và cái mũi nữa thôi. Được thôi. Và đây, bạn đã vẽ xong một chú dê nhỏ. Giờ thì hãy nhớ tô màu nhé. Họa sĩ tài ba. Chuyến đi dạo trong rừng. Quả là một ngày đẹp trời để đi dạo. Cậu có muốn đi dạo qua khu rừng không? Ý tưởng hay đấy, Doodaboo. Tớ muốn đi lắm rồi. Tớ sẽ mang những thứ cần thiết. Một chiếc la bàn, một bản đồ, những viên sỏi trắng của tớ. Chúng ta đâu có muốn bị lạc phải không? Cậu chắc là tất cả những thứ đó chứ? Chúng ta chỉ vào rừng thôi mà. Có chứ, tớ rất sợ bị lạc vì trong rừng rất rộng. Tớ biết có một người bạn đồng hành để đi dạo và sẽ không bao giờ bị lạc. Thật á? Là ai? Tớ có biết người đó không? Cậu sẽ biết là ai khi giải được câu đố. Thật là một ý tưởng hay, tớ rất thích giải đố. Bắt đầu thôi. Ai là hướng dẫn viên hoàn hảo cho một chuyến đi dạo trong rừng? Tớ bắt đầu vẽ những hình tam giác cạnh nhau. Những tam giác của cậu trông có vẻ mềm mại. Đúng rồi, một con bướm. Nhưng điều gì lại biến bướm thành một hướng dẫn viên? Tớ sẽ bắt những con bướm và hỏi đường. Lại đây nào. Trời, tớ không thể bắt được. Đó không phải là bướm đúng không? Không, một con bướm bay qua những bông hoa trên mọi nẻo đường. Nhưng chúng không biết rõ về khu rừng đâu. Tớ tiếp tục vẽ. Chờ đã, tớ đoán ra rồi, là một chú chim. Những chú chim làm tổ trên cây. Vậy thì chúng phải biết rõ khu rừng phải không? Không sai, Sketchy. Này chú chim nhỏ, có muốn làm hướng dẫn viên trong rừng cho tớ không? Ơ kìa, khu rừng ở hướng này cơ mà. Ý tưởng tốt, nhưng để theo được một chú chim thì không dễ chút nào. Chúng bay qua những ngọn cây. Tiếp tục đoán đi. Nhìn giống như cái cánh. Ồ, cánh của một con rơi.
Rơi biết rõ khu rừng. Chúng bay từ cây này sang cây khác để kiếm côn trùng. Muốn trở thành hướng dẫn viên của tớ không? Dậy nào! Thật đáng yêu. Cậu đã quên mất rằng rơi ngủ vào ban ngày và kiếm ăn vào ban đêm sao? Vậy sao? Tớ không biết điều đó. Được rồi, hãy quên con bướm, con chim hay con rơi đi. Nhìn xem ai mới là hướng dẫn viên trong khu rừng. Tớ vẽ ba đường thẳng ở trên và ba đường thẳng ở dưới. Yes. Trông giống như những cái dâu. Không phải những con chó sói đấy chứ? Không, tớ sẽ hoàn thành. Một cái đuôi cáo. Nó là một con cáo. Xuất sắc, Sketchy. Những chú cáo am hiểu khu rừng như lòng bàn tay. Chúng có thể phát hiện ra một đường mòn cách xa hàng dặm và không bao giờ bị lạc. Cáo là hướng dẫn viên hoàn hảo của khu rừng. Đúng vậy. Tới cậu rồi, bút chì màu. Chúng ta bắt đầu. Đến giờ tô màu rồi. Lại đây chú cáo nhỏ. Xem nó thân thiện chưa kìa. Tớ sẽ gọi cậu là Lister. Nó có vẻ rất thích cậu. Nó sẽ cực kỳ được việc khi tớ phát mệt vì đi bộ. Thôi nào Sketchy, cáo không giống ngựa đâu. Cậu nói phải Doodaboo. Nếu tớ mệt, ý tớ là Doodaboo có thể mang cậu theo cáo ạ. Cậu đúng là khó lường đấy. Vậy Sketchy, cậu còn sợ không? Không đời nào, tớ đã sẵn sàng để đi vào khu rừng. Nhưng trước tiên tất cả chúng ta hãy cùng vẽ lại chú cáo nhé. Bắt đầu thôi. Ai sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo ở trong rừng? Hãy bắt đầu với hai tam giác cho đôi tay. Giống như cánh của một chú bướm. Một chú bướm không dễ bị bắt. Đúng thế. Tiếp theo, vẽ đầu cáo như một giọt nước lớn đang rơi. Giống như một cái mỏ lớn đang mở ra vậy. Rất đúng, giờ thêm phần thân. Sao cho giống cánh của một con rơi. Giờ chỉ còn thiếu đôi mắt, đôi chân và những cái râu, đuôi và cái mũi. Đến lượt các bạn nhỏ nào. Với bức tranh này các bạn có thể đố bạn bè của mình nhé.